Đại từ nhân xưng trong tiếng Anh là những đại từ dùng để thay thế, cho một danh từ chỉ người hoặc chỉ vật, khi ta không muốn lặp lại các danh từ đó. Các đại từ nhân xưng trong tiếng Anh không phong phú và đa dạng như trong tiếng Việt, nên chúng ta thường phải tự hiểu theo ngữ cảnh. Các đại từ nhân xưng được chia theo ba ngôi, gồm ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba, và theo số ít hoặc số nhiều như bảng sau. I, we, you, you, he, they, she, they, it, they. Ai, dùng để chỉ chính bản thân người nói hoặc người viết. Bạn hãy lắng nghe lời chào của Annie nhé. Hello, I am Annie. Ai luôn được viết hoa, ngay cả khi đứng ở giữa câu. I think I should work harder. Theo phép lịch sự, người ta thường tránh nói từ ai trước những từ là đồng chủ ngữ khác. Lan and I are from Vietnam. Để biết nghĩa tương đương trong tiếng Việt của từ ai, chúng ta phải tìm hiểu qua ngữ cảnh. Các bạn hãy nghe hội thoại giữa mẹ và con gái sau đây. I love you. Câu này có nghĩa là mẹ yêu con. Từ ai được hiểu là mẹ. I love you. Câu nói này có nghĩa là con yêu mẹ. Từ ai được hiểu là con. I've got an idea. Anh có ý tưởng này. Trong câu này, từ ai có nghĩa là anh. Qua những tình huống giao tiếp trên, chúng ta thấy rõ, để hiểu đúng, chúng ta luôn cần biết rõ được ngữ cảnh của câu. You. Dùng để chỉ một người hoặc nhiều người khác. Vừa là ngôi thứ hai số ít, vừa là ngôi thứ hai số nhiều. Bạn hãy nghe Annie hỏi thăm đang như thế nào nhé. Are you all right? Ouch. I'm not okay. You. Trong trường hợp này chỉ một mình Dan. Chúng ta có thể hiểu Annie hỏi Dan, bạn ổn chứ? Bạn hãy nghe Annie hỏi thăm Adam và Sam như thế nào nhé. Are you all right? I'm not okay. You. Trong trường hợp này chỉ cả hai bạn Adam và Sam. Chúng ta hiểu Annie hỏi hai bạn đó là, các bạn ổn chứ? What are you doing? Brian? Brian, cháu đang làm gì thế? Yêu. Trong tình huống này có nghĩa là cháu. I'm drawing. Cháu đang vẽ à? He. Dùng để chỉ một người là nam giới. Bạn hãy chú ý cách dùng đại từ nhân xưng he trong hội thoại sau. Hi, Sam. Hello, Jenny. Liz, this is Sam. He is my classmate. Hi, Liz. He được dùng để thay thế cho tên người là nam khi không muốn nhắc lại nhiều lần. She, dùng để chỉ một người là nữ. Thay thế cho tên gọi hoặc danh từ chỉ một người là nữ. Mời các bạn theo dõi hội thoại sau. Hey, Lily. Hello, Dan. Lily, this is Liz. She is my neighbor. Hi Lily. Hello Liz. It được sử dụng làm chủ ngữ. Chỉ một sự vật, động vật, tình huống, hoặc ý tưởng đã được đề cập trước đó. I love dancing. It makes me happy. Trong ví dụ này, từ it được sử dụng thay thế cho từ dancing ở vế câu trước. Where's my bag? It was on the table 1 minute ago.
You left it on the floor, next to the sofa. Trong ví dụ này, từ it được sử dụng thay thế cho từ chỉ đồ vật. It còn được sử dụng để nói về thời gian, thời tiết, khoảng cách. What time is it? It's raining. It's about 2 kilometers from my house to the library. We. Là ngôi thứ hai số nhiều, dùng để chỉ cả người nói hoặc viết và người nghe. Let's go to the cinema, shall we? Hoặc không bao gồm người nghe. We are going to the beach. What about you? They. Là ngôi thứ ba số nhiều, dùng để chỉ từ hai người, hai sự vật, sự việc trở lên. My parents are on holiday. They are in Paris. Look at the swans. The swans are so beautiful. Khi không muốn nhắc lại danh từ ở vế trước, người ta dùng đại từ nhân xưng tương ứng để thay thế. Look at the swans. They are so beautiful. Ở thì hiện tại thường, động từ to be có ba dạng. Am, is, are. Trong đa số câu khẳng định và câu phủ định, nghĩa của động từ to be đều được hiểu là, thì, ở. Còn trong câu hỏi, thì tùy theo ngữ cảnh, tình huống giao tiếp để dịch nghĩa cả câu sao cho xuôi với tiếng Việt. Động từ to be ở thì hiện tại thường được chia cho các ngôi theo bảng sau. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Bảng dưới đây là dạng rút gọn của động từ to be. Dạng này thường dùng trong văn nói nhiều hơn. I'm. You're. He's. She's. It's. We're. You're. There. Trong cấu trúc câu phủ định, chúng ta chỉ thêm not vào sau động từ to be. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Dạng rút gọn thứ nhất của động từ to be như sau. I'm not. You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. They aren't. Dưới đây là cách rút gọn thứ hai. Các bạn lưu ý, chỉ có một cách rút gọn cho chủ ngữ là I. I'm not. You're not. He's not. She's not. It's not. We're not. You're not. They're not. Trong câu hỏi nghi vấn, chúng ta chỉ việc đảo động từ to be lên trước chủ ngữ. Mời các bạn theo dõi bảng sau. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they?
Những lưu ý khi sử dụng động từ to be. Thứ nhất, không viết tắt khi động từ to be đứng ở cuối câu. Here you are. Are you ready? Yes, I am. No, I'm not. Lưu ý thứ hai, động từ to be đứng sau tên riêng hoặc danh từ, thì cần chú ý danh từ thuộc số ít hay số nhiều, tên riêng của một người hay của nhiều người. Động từ to be đi cùng tên riêng của một người hoặc danh từ số ít là is. Động từ to be đi cùng tên riêng của hai người trở lên hoặc danh từ số nhiều là a. Trong phạm vi bài học này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số cách dùng của động từ to be ở thì hiện tại thường. Thứ nhất, động từ to be làm động từ kết nối giữa chủ ngữ và danh từ. Với cấu trúc câu này, bạn có thể áp dụng để giới thiệu nghề nghiệp của một người nào đó. Ví dụ, My mother is a teacher. Mẹ tôi là giáo viên. Ngoài ra, còn được áp dụng trong những câu có những ý nghĩa khác nữa. Sam and Liz are my new classmates. Sam và Liz là bạn học mới của tôi. Động từ to be làm động từ kết nối giữa chủ ngữ với tính từ. His sister is beautiful. My kids are sweet. Hoặc áp dụng để giới thiệu về quốc tịch. We are Vietnamese. Hoặc áp dụng để giới thiệu chất liệu, trạng thái tình cảm. It is gold. She is happy. Động từ to be làm động từ liên kết giữa chủ ngữ và cụm giới từ. Lily and Adam are from England. My sister is at school. The books are on the table. The milk is in the fridge. Động từ to be làm động từ liên kết giữa chủ ngữ và số đếm. Áp dụng để nói tuổi, số điện thoại, hoặc giá tiền. Lily is 7 years old. These books are $5 each. Her phone number is 123505869. Động từ to be làm động từ liên kết giữa chủ ngữ và động từ ở dạng verb in để diễn tả hành động ở thì tiếp diễn. It is raining. My grandma is watching TV. Jenny is doing her homework. Động từ to be làm động từ liên kết giữa chủ ngữ và quá khứ phân từ trong câu bị động. The cows are milked every morning. By Jackie. Are the brakes checked regularly by the mechanic? Candies are always eaten by kids. Điền đại từ nhân xưng thích hợp vào chỗ trống. Các bạn hãy quan sát kỹ ví dụ nhé. Bạn chỉ có 30 giây để hoàn thành bài tập này. It is an apple. It is an orange. He is my brother. They are puppies. She is my sister. I am a doctor. It is summer. I am cold. It is a robot. She is a waitress.
They are students. Are you friends? Yes, we are. Is the Big Ben in Paris? No, it isn't. It is in London. Are New York and Washington Italian cities? No, they aren't. Is the Everest Mountain in Asia? Yes, it is. Is the capital of England London? Yes, it is. What about Angelina Jolie? Is she French? No, she isn't. She is American. Are you a farmer? Yes, I am. Are your friend and you high school students? No, we aren't. Is the Statue of Liberty in Washington? No, it isn't. It is in New York. Điền dạng đúng động từ to be vào chỗ trống. Các bạn hãy quan sát kỹ ví dụ nhé. Bạn chỉ có 30 giây để hoàn thành bài tập này. My brother is a taxi driver. My brother is a taxi driver. I am dreaming. It is cool in spring. Mr. Brown is our English teacher. They are from Bristol. It is a cute kitten. We are good friends. Mrs. Smith is our family doctor.
She is your music teacher. They are at school today. This is my new bike. The kids are in Vietnam now. My grandparents are old. The apples are red. It is winter. I am hungry. My school bag is green. Dùng đại từ nhân xưng để viết lại các câu sau đây. Các bạn quan sát và làm theo mẫu. Annie is my friend. She is my friend. The chair is brown. Sarah and I are happy. The summer is hot. Lan and her are students. She is my friend. It is brown. We are happy. It is hot. They are students. David is our family doctor. My grandparents are old. I and Ben are tired. The bananas are yellow. Dan is working with a map. He is our family doctor. They are old. We are tired. They are yellow. He is working with a map. The kids are at home. Today is Sunday. The man is talking now. The children are not listening to him. My jacket is blue and pink. Dana and I are teachers. They are at home. It is Sunday. He is talking now. They are not listening to him. It is blue and pink.